Xin chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn làm kem dưỡng ban đêm, xóa mọi nếp nhăn và làm săn chắc da. Và bây giờ mình bắt tay vào làm cái kem dưỡng của mình. Đầu tiên là mình sử dụng một muỗng canh gel lô hội. Tiếp theo là mình sử dụng một viên nang vitamin E. Và mình cho 3 giọt tinh dầu oải hương vào. Và bây giờ mình sẽ trộn đều hỗn hợp này lại với nhau. Bây giờ các bạn thoa đều lên mặt, cổ, ngực và tay. Và các bạn sẽ để gel trên da qua đêm. Để có kết quả tốt nhất, các bạn hãy sử dụng gel hàng ngày.